hai đội đã góp mặt trong trận chung kết này là hai cái tên cũng như là rất xứng đáng trong trận chung kết của mùa giải năm nay, khi mà họ đã có một màn trình diễn rất ấn tượng ở vòng bảng trong mùa giải năm nay mà quý vị cũng đã biết. Thành Tô, Thế Anh, vâng, đó là tình huống biệt vị. Bàn thắng đã không được công nhận cho cầu thủ xóm phố. Vâng, và theo chúng tôi, theo quan sát chúng tôi thì đúng là như vậy. Bởi vì một cầu thủ cuối cùng đã tham gia vào tình huống bóng, tuy nhiên anh không chạm bóng nhưng anh đã có động tác, tham gia bóng và như vậy là đã rơi vào thế biệt vị. Và trọng tài hoàn toàn chính xác trong tình huống rồi. Rất lòng ngoằng. Sóng gió vẫn chưa thể trôi qua trước khung thành của thủ môn Long Nhất. Không vào. Và đó là những cơ hội đầu tiên cho cao thủ sóng thẳng trong những phút vừa qua. Có thể nói là một trận đấu rất cân bằng cho cả hai bên. Và nhiều người đã ví rằng trận chung kết này thấy là cầu thủ chơi rất nắn nót và rất cẩn thận. Không được. Đó là tình huống bóng chạm đầu của lão tướng Xuân Việt. Rất may là thủ môn Long Nhật đã rất kịp thời cũng như là phán đoán được tình huống phạm lỗi. Rồi, không được. Và chuyền bóng hơi sâu của Tùng Vân. Tùng Vân. Văn Tiến. Không được. Chúng ta thấy là cú sút rất nhanh của Văn Tiến. Và rất cần những cú sút như vậy. Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng xóm phố cũng các thủ xóm thả. Và người thực hiện vẫn chính là số 10, anh Tuấn. Theo quan sát thì thủ môn Long Nhật đang điều chỉnh hàng rào. Anh Tuấn. Không được. Cú sút quá đẹp, tuy nhiên nó đã đi hơi cao so với khung thành của Long Nhật. Đứng trước bóng lúc này vẫn chính là đội trưởng Thanh Tùng. Thanh Tùng rất bình tĩnh. Tuy nhiên các bạn có thấy là rất bình tĩnh mà. Và trước trận đấu này diễn ra cũng như là trước mỗi trận đấu thì Quang Sáng có nói với chúng tôi rằng kiểu bắt bắn bóng của anh là như vậy. Anh luôn luôn đem lại những sự hồi hộp. Và tình huống này cũng là như vậy. Tuy nhiên thì Quang Sáng vẫn là người chiến thắng. Giải năm nay thì khi tất cả những trận đấu đá loại trực tiếp như thế này, không được. Nếu như có kết quả hòa ở trong trận đấu, những phút đấu chính thức thì chúng ta sẽ phải thi đấu ở trận chấm luân lưu. Cũng khá xa. Tùng Vân. Không được rồi. Có lẽ là trái bóng vẫn còn khá ướt và trơn. Không được. Đây là anh Tuấn. Không được. Có thể xem như cơ hội đầu tiên trong ngày mai này cho cầu thủ xóm thẳng.
Đáng ghét. Vẫn đang rất chủ động để đưa bóng vào cuộc thật nhanh để có những cơ hội nhiều hơn. Không vào. Đó là cú sút rất nhanh của Thế Anh. Đây là vẫn còn. Anh Tuấn, không có ai cả, vẫn còn, không vào. Đó là cú sút của Văn Toàn. Dường như là ở góc sút như vậy, chúng tôi chỉ chờ lưới rung mà thôi. Tuy nhiên mảnh lưới của thủ môn Long Nhật vẫn đang ở chế độ im lặng. Văn Toàn dường như là đã giải mã được bài toán như vậy. Không hề có lỗi. Lỗi rồi. Vâng, như vậy là chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là tình huống phạm lỗi đã nằm trong vòng cấm địa. Tuy nhiên thì đây cũng là một tình huống và một cự ly. Không vào. Đó là một tình huống tổ chức đá nhanh. Đó là một tình huống tổ chức đá nhanh của cao thủ xóm Tạ. Đánh đầu. Quá tuyệt vời cho người đánh đầu cũng như là người đẩy bóng trong tình huống rồi. Như vậy là chính là cầu thủ số 26 Quang Khải. Đánh đâu. Cơ hội. Không được. Không được. Trọng tài đã xác định Thế Anh đã phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy đấy là một cơ hội cực kỳ rõ ràng và thực sự nguy hiểm cho cao thủ xóm phố. Nếu như không có sự phản xạ kịp thời của ơi, rất tuyệt vời. Đó là những tình huống bắt bóng có thể nói là rất quyết đoán của cả hai thủ môn trong trận đấu ngày hôm nay. Những tình huống đấm bóng an toàn và quyền ném biên thuộc về cao thủ xóm phố Phạm Trọng. Thế vâng, như vậy là cuối cùng thì Thế Anh cũng đã ghi bàn. Chúng ta có thể thấy là trong trận đấu ngày hôm nay, trong trận chung kết này thì chúng tôi đang nói tới sự mờ nhạt của Thế Anh. Tuy nhiên thì là đó là một khoảng cách tỏa sáng của Thế Anh. Đó là khoảng cách tỏa sáng của Thế Anh trong tình huống vừa rồi. Khi mà bóng xuất phát từ số 7 Phạm Trọng. Và tôi Quang Huy. Lỗi rồi. Trọng tài đã xác định tiền đạo của xóm Thạng phạm lỗi với hậu vệ của xóm phố trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy đấy là rõ ràng là như vậy, khi có bàn thắng được ghi được xuất hiện ở trên sân ở trong trận chung kết như này thì trận đấu của chúng ta sẽ trở nên kịch tính hơn rất nhiều. Và vội vàng. Đấy là Tùng Vân. Ơi, không được. Thế Anh. Liên tiếp là những cú sút của cầu thủ xóm phố. Không được. Đó là pha đánh đầu của Văn Mạnh.
Chúng ta có thể thấy là cao thủ xóm phố là những cầu thủ có thể hình thấp hơn, tuy nhiên thì họ lại chơi đầu tốt như thế nào. Rồi. Anh Tuấn không vào. Đó là pha đấm bóng ra ngoài của thủ môn Long Nhật. Chúng ta có thể thấy là thủ môn Long Nhật trong trận đấu ngày này chơi rất xuất sắc. Đánh đâu. Rất may mắn trong tình huống rồi. Báo cáo trọng tài. Báo cáo trọng tài. Xóm phố có sự thay đổi người. Số 16 Văn Thuận ra sân và vào thay là số 20 Đức Long. Đó là một cơ hội dành cho cao thủ Bà Ba. Bà Ba. Rất tiếc. Có thể nói là một tình huống quá tiếc cho cầu thủ xóm tạm. Điều mà không mong muốn đối với các cổ động viên hết giờ. Vâng, như vậy cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về cao thủ xóm phố. Xóm phố năm nay có thể nói là đã có rất nhiều những ấn tượng. Và xóm phố đã lên ngôi vô địch trong mùa giải năm nay.